Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách làm sáo mèo bằng ống nhựa PVC. Chúng ta cần có một đoạn ống nhựa PVC phi 21mm như thế này. Và nó có đường kính lồng trong là 18mm. Bước đầu tiên thì chúng ta sẽ cắt và làm sạch hai đầu của ống nhựa PVC. Ok, và chúng ta sẽ được như thế này. Tiếp theo, chúng ta sẽ dùng bút lông để kẻ một đường thẳng trên ống nhựa nhé. Bây giờ, chúng ta sẽ tiến hành đo và gắn khoảng cách giữa các lỗ lên cho ống nhựa. Mình sẽ bắt đầu đo từ trái sang phải. Và đây là kích thước giữa các lỗ, mời các bạn ghi chép lại nhé. Ok, và nếu như vừa rồi các bạn nào chưa kịp ghi lại thông số thì chúng ta có thể chụp lại màn hình điện thoại của mình để lưu lại thông số này nhé. Các bạn lưu ý, ở bước này lỗ nắp đô dưới mình sẽ khoan lệch nó sang một bên để cho ngón tay của chúng ta bấm được dễ dàng hơn. Tương tự như vậy thì lỗ nắp đô trên này mình cũng sẽ cho nó nằm sang một bên. Ok, như vậy là phần kích thước đã xong. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành khoan lỗ nhé. Ở đây mình sẽ sử dụng muỗng khoan 4.5 ly để khoan trước các lỗ mồi. Và để trông được thẩm mỹ hơn thì lỗ đinh âm số 1 này mình sẽ khoan nó nằm xuống phía dưới nha các bạn. Kế tiếp, chúng ta sẽ sử dụng muỗng khoan 7 ly để khoan lại các lỗ vừa rồi.
Sau đó chúng ta sẽ dùng một con dao có mũi nhọn để khoét và gia công các lỗ này cho thẩm mỹ hơn. Ok, như vậy là phần khoan lỗ đã xong. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành làm lăm cho sáo mèo nhé. Ở đây, mình sẽ sử dụng những chiếc thẻ nhựa này để làm lăm. Các bạn nên chọn những loại thẻ nào có độ mỏng, cứng và độ dẻo tốt thì sẽ cho răm thanh tốt hơn. Mình sẽ sử dụng con dao rọc giấy này để cắt lăm nhé. Các bạn sẽ cắt theo những cái viên này. Lưỡi gà có thể chuyển động qua lại như vậy là được. Chúng ta sẽ sử dụng dây nhám P240 để mài lăm. Chúng ta chỉ cần đánh phần lưỡi gà này thôi. Mình sẽ đánh nhám sơ qua để làm sạch bề mặt của lưỡi gà. Ở bước này chúng ta sẽ chia lưỡi gà làm 3 phần và chỉ đánh 2/3 chỗ tô đen này thôi nhé. Các bạn đánh nhắm từ từ thôi nhé. Chúng ta đánh đến khi nào có thể thổi râm thanh là được. Khi lưỡi gà đạt được độ mỏng thích hợp, chúng ta khải sẽ có âm thanh như thế này. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ thổi thử nhé. Lưỡi gà còn hơi cứng nên mình sẽ đánh nhám thêm một tí nữa. Lưu ý là cái lưỡi gà của chúng ta không được chạm vào mép của lam nha các bạn. Chúng ta sẽ mài đến khi nào lam nhựa ra đậm thanh của si dán thì dừng lại và tiến hành test âm thanh trên máy. Ok, la thanh thì cũng gần như là si dán rồi đó các bạn. Chúng ta để cho nó thấp hơn một tí cũng không sao. Bước tiếp theo, chúng ta sẽ khoét lỗ trên thân sáo để gắn lăm nhựa vào. Ở đây mình sẽ dùng keo 502 để dán cố định lam nhựa lên trên ống sáo. Và ở bước này thì chúng ta cần phải cẩn thận, tuyệt đối là không được để keo 502 dính vào lưỡi gà các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ thổi ta thử nha.
Ok, âm thanh như vậy là cũng tương đối rồi. Dù thế nào thì cũng là đồ chế, nếu thất bại thì cứ làm lại thôi. Và mình cũng đã làm hư hơn cả chục cái rồi. Kế tiếp thì chúng ta sẽ dùng cục shop này để làm nút chặn cho đầu trên của sáo mèo. Nhét nó vào vị trí cách đầu lam khoảng 1cm. Bước tiếp theo, chúng ta sẽ làm nắp chặn nhé. Ở đây mình sử dụng đỏ nước 21 này. Nắp chặn của chúng ta sẽ dài khoảng từ đây tới đây nhé. Và đường thẳng như thế này, sau đó chúng ta sẽ chia đoạn nhựa này ra 1/2 theo chiều dọc. Kế tiếp thì chúng ta sẽ dùng chai gạc khò này để làm mềm phần nắp chặn, sau đó thì chúng ta sẽ bóp cho nắp chặn hơi cong lên để cho nó không chạm vào phần lam nhựa này nhé. Sau khi nguội thì nó sẽ cứng lại như thế này. Đồng thời chúng ta sẽ khoan cho nắp chặn một lỗ thổi có đường kính 8mm và cách đầu sáo khoảng 5cm. Mình sẽ dán kiếm hai đầu này lại này. Mình sẽ dùng keo nến nha. Lưu ý là chúng ta phải dán kiếm sao cho hơi không lọt được ra ngoài. Ok, như vậy là phần đầu lam đã xong rồi nhé. Bây giờ, chúng ta sẽ dùng 1/2 nút xốp tròn này. Và nhét nó vào vị trí này. Đấy, vừa qua khỏi lỗ đinh âm số 1 là được. Bước cuối cùng thì chúng ta sẽ dùng giấy nhám để chà và đánh bóng lại bề mặt cho đẹp hơn. Ở đây mình sẽ có một số thay đổi như sau. Ở lỗ đinh âm số 1 này, mình sẽ khoét từ một lỗ thành hai lỗ. Và cái lam nhựa của chúng ta lúc đầu nằm ở phía trên này thì mình cũng sẽ dời nó sang một bên để lỗ thổi nằm về phía miệng của chúng ta, dễ thổi hơn. Các bạn lưu ý nhé, khi chúng ta chặn hết các lỗ lại thì sẽ ra âm thấp nhất của sáo mèo, đó là nốt sơn trầm. Chúng ta phải thổi nhẹ, nếu mà thổi mạnh thì nó sẽ ra như thế này. Đấy, chúng ta phải thổi nhẹ lại thì nó mới ra được nha. Ngược lại, đối với những nốt ở cao hơn thì chúng ta phải thổi mạnh. Nếu các bạn thổi nhẹ thì nó sẽ ra như thế này. Các bạn phải thổi mạnh lên nhé. Ok, video của mình đến đây là kết thúc. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào thì các bạn cứ để lại comment dưới nha. Mình là Nam, chúc tất cả các bạn thành công.